con chú học từ quý thầy cô thêm một thời gian dài nữa, không phải là chỉ học ở đây. Nhờ có chương trình ngày hôm nay mà nhóm chưa quen bỏ tại nhờ có chút khai khổ thời mà mỗi người đang chị em quen tôi vẫn còn cười như những trẻ thơ mà hồn nhiên trong sáng. Không có được, không có được. Chúng tôi nhớ về tất cả mọi người, nhất là những quý thầy cô. Yêu quý để thể hiện lòng kính yêu đối với thầy cô, nhóm trẻ Luca xin gửi tặng đến các quý thầy cô chú và anh chị bài chia với thầy cô một sách rất tuyệt vời của thầy Tổ Thức Đàn. Wow. Và ca khúc này đâu sao các thầy ăn nằm. Xin thầy cô